Thưa quý vị, hiện nay tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, 4 cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động AutoGate, gồm 2 cổng phục vụ xuất cảnh và 2 cổng cho người nhập cảnh đã được đưa vào vận hành và phát huy hiệu quả cao, giúp cho hành khách thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian trong quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh. Triển khai hệ thống AutoGate, chị Đỗ Thị Kim Phương là một trong những hành khách đầu tiên nhập cảnh thành công. Chưa đầy một phút thực hiện hai bước, quét hộ chiếu, thẻ lên tàu bay và chụp ảnh chân dung, quét mã vân tay. Chị Phương đã hoàn thành thủ tục nhập cảnh. Phía trước thì từ cổng máy bay vào tới cửa hải quan thì phải chờ đợi rất là lâu. Khách nội địa cũng như khách quốc tế nhiều khi gần nửa tiếng đồng hồ là chưa qua được. Thì bây giờ thì mất khoảng chưa tới vài giây là đã qua được cổng hải quan. Nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cũng là đánh giá của những hành khách khác khi trải nghiệm hệ thống AutoGate. Em là du học sinh nên là em phải xuất nhập cảnh khá là nhiều lần. Thì khi mà sử dụng cái AutoGate này thì thời gian xuất nhập cảnh sẽ được rút gọn và tiết kiệm thời gian cho người dùng hơn. Giai đoạn đầu thử nghiệm, mọi công dân Việt Nam nhập cảnh có hộ chiếu phổ thông hoặc hộ chiếu điện tử đều có thể sử dụng hệ thống AutoGate. Trường hợp công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu không gắn chip điện tử cần thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng AutoGate thành công. Việc đăng ký sử dụng AutoGate cũng được Công an cửa khẩu, cửa hàng không quốc tế Đà Nẵng hướng dẫn công dân thực hiện một cách nhanh chóng. Ngay từ khi mà các lối vào, chúng tôi đã có những bảng hướng dẫn bằng điện tử đấy, và ngay kể cả trực tiếp ở các cái bục kiểm soát đây, chúng tôi cũng đã có bảng để hướng dẫn làm sao khách biết nhận diện dễ, nhận biết dễ để thực hiện, và ngay kể cả cái việc một thủ tục đăng ký cũng rất là nhanh chóng, thuận tiện. Khách chỉ cần sử dụng xuất trình đối với cả hộ chiếu còn hợp lệ với cả các điều kiện của mình là đủ điều kiện để đăng ký. Sau khi khách đã đăng ký xong thì nó sẽ ra để sử dụng được hệ thống AutoGate đối với cả những người mà đủ điều kiện. Đối với công dân Việt Nam xuất cảnh phải đáp ứng một số điều kiện như sử dụng hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ, sử dụng hộ chiếu phổ thông và có thẻ ABTC, công dân Việt Nam là thành viên tổ bay sử dụng AutoGate để thực hiện nhiệm vụ tổ bay. Hiện nay, việc ứng dụng hệ thống cổng kiểm soát tự động xuất nhập cảnh không chỉ mang lại tiện ích cho hành khách mà còn tăng cường công tác an ninh, chống giả mạo giấy tờ, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong quá trình hội nhập ở lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh.